chân em qua bao nhiêu lần. Hàng cây mơ bóng bên đường gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào lãng. Hello các bạn, welcome to Lang Thang DC Channel. Chiều hôm nay mình đang đứng trong cái hội trường tại Orlando, Florida. Tối hôm nay là ngày nhớ Huế. Hội đồng Hương Huế tổ chức cái bữa tiệc mời các bạn ở trong gần xa tới tụ họp để chung vui cùng hội Huế đây. Sau lưng của mình là đây là sân khấu đây các bạn. Bà con đồng hương Huế tại Orlando, Florida sinh hoạt như thế nào nhé? Cũng không quên một lần nữa chúc các bạn có một cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Chúc nữa mình gặp lại các bạn. Thank you. Ơi, năm tháng đầy vơi, xa cách trùng khơi, nỗi lòng ngàn giữa thầm giữa buổi
Thank you.
phải về cũng để an nghỉ. Vậy các thân hãy tiếp tục buổi yến tiệc cho thật là vui vẻ. Thank you.
đó là cô Lê Công. Xin mời chị nhé. Có phải em mang trên áo mây hai phần gió bụi một phần mây, hay là em gói mây trong áo rồi thở cho làn áo trắng bay? Cô Sushi hiện qua một chiếc áo dài, có một chiếc áo choàng ở ngoài cũng rất là tha thước. Những yêu áo, những yêu áo này đã được design cho các cô dâu tân thời đó quý vị. Trúc Lan trong chiếc áo dài cô dâu màu đỏ sáng pháo rất là dễ thương phải quý vị. Đặc biệt là trên cổ có đeo hai cái kiềng. Bây giờ cái mốt mới là mình phải đeo một cặp kiềng thì nó rất là đẹp. Những chiếc áo dạ hội của các người phụ nữ Tây Phương. Một chiếc áo được may theo kiểu mới nhưng mà vẫn giữ những nét duyên dáng và truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Áo em tìm cả phương này, anh nghe thành phố hôm nay anh trở buồn. Đặc biệt là chiếc ngai mấn ở trên đó, nó cũng rất là đẹp. Một chiếc mấn đội đầu đã biến chế theo kiểu mới. Một cặp nam nữ trẻ rất là dễ thương phải quý vị. Thank you.
sau cánh gà. Nhưng mà nhìn tới giờ phút bây giờ, quý vị vẫn còn ngồi đây, chứng tỏ là quý vị rất là thương mến hội đồng hương Huế. Phải không quý vị? Xin sang đâu một chút xíu đi, cũng nhìn tất cả những anh chị hội đồng này. Tất cả những anh chị hội đồng Khang thì Khang không phải là người, Khang không có đẻ ra ở Huế, nhưng mà ông nội của Khang là người Thừa Thiên, và Khang có rất nhiều những cái sự ưu ái từ người Huế dành cho Khang. Nếu mà tính về population ở tại Việt Nam thì khán giả của Khang ở Huế là nhiều nhất, và chính vợ Khang cũng là người Huế, và Khang là không nói được tiếng Huế. Ngày đã mình đi những điều gian dối. Đời sống này có bao lâu, có nhau những gì ta có nhau những gì mong muốn, có nhau suốt đời em nhé. Hãy sống đời sống tươi vui. Yeah.
Hello, chào lại các bạn. Video của mình tới đây xin dừng lại và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. Các bạn cũng đừng quên là like, share and subscribe cho mình nha. Và một lần nữa cũng không quên chúc các bạn có một cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Gặp lại các bạn sau. Thank you. Bye bye.